Xin chào tất cả các bác cũng như các ông và các chú nhé. Và xin chào tất cả các bạn đang quan tâm đến xe điện 3 bánh tại xe điện Mạnh Phát nhé. Thì hôm nay thì Mạnh Phát tiếp tục mang ra mẫu xe điện 3 bánh Pro Mi Pro mà Mạnh Phát đã giới thiệu cho mọi người trước kia. Mẫu xe này là một trong những mẫu xe mà mới nhất tại Mạnh Phát, được trang bị vành mở nha. Video vừa rồi thì nói thật với bạn là vui quá nên là có lẽ là chưa giới thiệu được chi tiết cho mọi người. Thì video này Mạnh Phát sẽ mang ra để giới thiệu chi tiết cho mọi người. Và đây là phiên bản màu xanh xám nhé. Đấy, có hai màu chính là màu đỏ và màu xanh xám nhé. Thì hôm nay Mạnh Phát đã mang màu xanh xám ra để mọi người có thêm sự lựa chọn nhé. Thì chúng ta sẽ cùng quan sát đi dần dần nhé, từ đầu đến cuối để chúng ta cùng quan sát về chiếc xe này nhé. Trước tiên thì anh ta sẽ quay tổng thể cho mọi người xem qua một chút, quay chậm thôi. Mọi người lưu ý nhé, đây là trạng thái một ghế này. Mạnh Phát sẽ để ra trạng thái ba ghế nữa này để cho mọi người có thể nhìn tổng thể chiếc xe hơn. Đây là hai ghế này và đây là ba ghế này. Đấy rồi, anh ta sẽ quay tổng thể đi cho mọi người quan sát tổng thể một lượt đi. Mọi người tinh ý thì mọi người sẽ nhận ra ngay là chiếc xe vành 10 thì nó sẽ cao hơn, đúng không? Cao hơn và trông nó to và chắc chắn hơn xe vành 8 rất là nhiều. Đấy là một trong những ưu điểm tuyệt vời của xe vành 10. Và con này đã phủ sóng nhiều công nghệ đời mới nhất trên chiếc xe. Và cái ưu điểm tiếp theo của vành 10 đó là chúng ta sẽ dễ dàng thay thế xăm lốp trong quá trình sử dụng, thời gian sau này không phải phụ thuộc vào đại lý nữa mà thay ở bất kỳ cửa hàng xe điện nào đều có, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ đi vào đằng trước của chiếc xe nhé, xin mời. Đây là một chiếc xe điện ba bánh đa năng ba chỗ ngồi. Thì về cái kiểu dáng và cái form dáng thì nó gần như là một cái khuôn mẫu rồi. Tức là phía trước thì bao giờ cũng một cái giỏ sắt. Cái giỏ này thì khá là rộng nha mọi người nhé. Và đặc biệt cái giỏ này được thiết kế rất là tinh tế. Tại vì sao Mạnh Phát gọi là tinh tế? Nhưng mọi người sẽ thấy là những cái giỏ khác thì không bao giờ có một cái khay ở đây, thì đồ nó sẽ rất bị rơi. Những cái giỏ này sẽ có một cái khay nhựa ở đây nữa để nó để đồ, thì làm cho những cái đồ nhỏ nó đỡ bị rơi ra ngoài hơn, mà cảm giác nó tinh tế hơn. Đấy, đúng không ạ? Đây, phanh trước được trang bị là phanh cơ nhá. Riêng Mạnh Phát thì luôn luôn trang bị phanh cơ cho xe ba bánh, bởi vì tốc độ tối đa của xe chỉ có 30-32 cây thôi, thì phanh cơ thì nó sẽ an toàn hơn mà nó cũng dễ dàng sử dụng và thay thế hơn. Đây, vành 10 là vành 6 chấu rất là đẹp nha mọi người nhé. Đấy, giảm sóc hành chính rất là dài. Đây, giảm sóc cũng rất là êm nữa. Đây, đấy, mọi người nhìn này, đấy, rất là nhẹ. Đây, anh sẽ quay trở bên này cho mọi người xem đi. Đây, phanh cơ. Đấy, đây phanh cơ của nó đây, bên này cũng vậy. Rè là làm được bằng hợp kim thép nhá, cực kỳ dày và chắc chắn đấy mọi người, nghe tiếng gõ này. Đấy, rất là dày, gõ đau tay luôn. Đấy, rè nó sẽ phù hợp với cái vành 300-10 nhá. Rè nó to, chắc chắn của chiếc xe. Đây, khoảng bên trong này, khoảng sàn gầm của xe rất là rộng mọi người nhìn này. Nếu để từ đất lên chỗ này thì một găng tay không chạm, còn nếu mà điểm thấp nhất của xe này thì nó cũng phải xấp xỉ 20 phân. Đấy mọi người nhìn này. Đấy, gầm nó cực kỳ rộng nhá, mà thoáng. Đi vào những gặp trường hợp gặp ổ gà ghét thì không bao giờ sợ, bởi vì cái ưu điểm tuyệt vời của nó đây mọi người nhìn này. Đấy, bên trong này thì nó cũng phải tầm khoảng 18 phân, ngoài này thì hơn 20 phân cơ. Đấy, rất là rộng đúng không? Tiếp theo mọi người sẽ quan sát hệ thống đèn của xe này. Đèn được xe thiết kế khá là tinh tế nhá, bao gồm một cái đèn định vị ban ngày ở đây. Mình sẽ bóc này ra cho mọi người xem. Đây, đèn định vị ban ngày này, còn ở giữa là sẽ là đèn bi cầu nhá. Nếu mà mình tắt khóa thì sẽ mất cái đèn định vị ban ngày này. Đấy, bật khóa lên này. Đấy, bi cầu thì ở giữa nhá mọi người, chưa, đấy bi cầu ở giữa này. Xi nhan thì sẽ được tích hợp hai bên tay lái, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Bên này đây. Đấy, mà sẽ có nút nháy xi nhan đôi để khi chúng ta đi qua ngã tư nhá mọi người nhá. Đi qua ngã tư hay là đi qua những chỗ nguy hiểm hay là đường ưu tiên thì đây. Đấy, nháy một lúc cả đôi luôn. Đấy, một lúc này. Đằng sau cũng vậy này. Đây chúng ta sẽ quay này. Đấy, đằng sau cũng nháy cả đôi luôn. Đấy, ok chưa? Ok, mình sẽ tắt đi nhá. Ok, chúng ta sẽ quay lại đằng trước của chiếc xe đi. Đấy, tiếp theo phần trên xi nhan thì sẽ là cái phần tay phanh. Tay phanh của xe này được là một trong những dòng xe được trang bị tay phanh xịn nhất trên thị trường, kể cả đối với dòng xe điện hai bánh luôn. Tại vì sao Mạnh Phát lại nói như vậy thì mọi người sẽ quan sát nhé. Đây, bình thường là phanh bên phải là phanh trước rồi đúng không? Phanh trái là phanh sau và thêm một cái phanh chân rồi đúng không ạ? Ok. Nhưng cái phanh này mọi người nhìn này, nó rất tinh tế ở cái là khi chúng ta hãm trên dốc này, đấy. Và hãm được cả hai tay. Bình thường thì chỉ hãm được một bên thôi đúng không ạ? Nhưng con này sẽ hãm được cả hai bên luôn. Đấy mọi người nhìn ạ. Đấy. Bóp một cái là nó sẽ nhả ra ngay, rất là tinh tế đúng không ạ? Tay phanh cảm giác rất là dày dặn và chắc chắn nhé. Đây, anh sẽ quay cho mọi người xem này. Đấy. Đấy, bóp nhẹ cái là ra này. Phanh bóp rất là nhẹ kể cả phanh sau. Bình thường phanh sau sẽ bóp nặng hơn phanh trước. Tuy nhiên đối với con này được thiết kế hệ thống phanh rất là ok. Phanh sau bóp nhẹ như phanh trước luôn. Đấy, rất là nhẹ mọi người nhìn. Một ngón tay này. Đây nhá, nhìn này, rất là nhẹ luôn. Cảm giác mà ăn nhá, nhẹ nhưng rất là ăn. Đấy, thế là mới là hay của nó. Được chưa? Tiếp theo đến cụm tay ga này. Tay ga của xe thiết kế rất là cao cấp nha mọi người nhìn này. Đấy, rất là sang này. Và đặc biệt con này sẽ có thêm một cái nút gọi là nút khóa trẻ em, nút P đây mọi người nhìn này. Khi chúng ta ấn nút P chúng ta sẽ không ga được nhé. Đấy, ga không chạy mọi người, ga không chạy. Đấy,
ấn nút P, gà sẽ chạy. Ok. Phía trên nút P thì sẽ là nút công tắc 1, 2 và 3. Số 1 là tốc độ chậm nhất cho tốc độ tối đa là 10 đến 15 cây một giờ. Nút thứ 2 thì sẽ khoảng 15 đến 20. Nút số 3 sẽ là từ 30 đến 32 cây một giờ nha mọi người nhá. Còn phía bên trên nút D và nút R này sẽ là nút tiến và lùi. D này là tiến này. Đấy, còn lùi này, đấy, anh ta sẽ quay xa cho mọi người xem này. Là lùi nhá. Đấy, đặc biệt là cái xe của Mạnh Phát thì khi lùi nó sẽ có tiếng tít tít. Đấy, chứ không phải là tiếng Trung Quốc mà mang lại cảm giác khó chịu nha mọi người nhá. Tiếng tít tít thì bao giờ nó cũng sẽ dễ nghe hơn. Đúng không ạ? Ok. Tiếp theo về bên dưới là mặt hiển thị của chiếc xe này. Xin mời anh ta sẽ quay ra đây. Đây, hiển thị của xe khá đơn giản, chỉ có báo xi nhan này. Đấy, và báo phần trăm pin thôi. 160 30 10, khi nào còn 10% thì chúng ta sẽ sạc, hoặc là chúng ta cần đi xa mà nó còn 60 chúng ta có thể cắm sạc lên 100 nhá. Đấy, quãng đường xa của con này sẽ đi được khoảng 60 cây một lần sạc nha mọi người nhá. Đấy. Mình hướng dẫn làm sao để chi tiết nhất để mọi người xem và sẽ dễ dàng sử dụng nhá. Ok, dưới phần mặt đồng hồ sẽ là cụm chìa khóa chiếc xe. Chìa khóa xe rất là xịn này, có logo đầy đủ này. Đấy, mọi người nhìn này. Chìa khóa rãnh chống trộm này. Đấy, có sẵn cả bộ khóa từ đi theo nhá. Đấy, bật bằng khóa từ ok luôn. Đấy, cho mọi người xem này. Phía dưới ổ khóa này mọi người sẽ quan sát này là cái phần tay nắm cao su cho trẻ em này. Đấy, chỗ ngồi trẻ em được giấu đây rất là tinh tế để làm sao khoảng này nó rộng hơn nhá mọi người nhá. Đây, nhấc ra này. Đấy, có một thanh trụ rất là chắc. Đấy, phía dưới ghế trẻ em thì sẽ là một cái rắc sạc nha, chúng ta sẽ cắm sạc ở đây. Đấy, mọi người quan sát cắm sạc ở đây nhá. Ok. Cái phần sàn để chân này Mạnh Phát sẽ nói kỹ cho mọi người. Và cái phanh chân này nữa. Đây, phanh chân này rất là chắc chắn này. Đấy, dày dặn chắc chắn này. Đấy, cái sàn để chân được bọc một lớp thép bên cạnh này, thiết kế cực kỳ tinh tế và đẹp luôn. Đây, anh ta sẽ quay này. Nó độ hoàn thiện rất là cao bởi vì từ những cái lỗ ốc của chiếc xe này, nó đều có nắp nhựa bịt hết nhé mọi người nhìn này. Đấy, dấu ốc hết, chúng ta sẽ không nhìn thấy ốc đâu. Chống gì, cậy này ra thì chúng ta mới vặn ốc nhé. Đấy, thiết kế rất là đẹp này. Phần nhựa này thiết kế cũng kín luôn này. Bây giờ Mạnh Phát sẽ để lại chế độ một ghế này. Cái điện một ghế này chế độ rất thông minh. Đây anh ta sẽ quay này. Nó cái lẫy ấn này. Đấy, lẫy ấn ở chỗ này nhá. Chúng ta ấn bằng tay bằng chân đều được này. Rất là thông minh. Đấy mọi người nhìn. Đấy. Nó mắc vào ngay. Đấy, đây là trạng thái một ghế nhá. Cái cảm giác ngồi của chiếc xe này rất là ok. Bởi vì do là cái phần này nó rộng này nên ngồi cảm giác nó rất là thoáng. Tựa lưng rất là khỏe, và đặc biệt cái sắt này này, mọi người nhìn này. Nó rất là dày. Đấy nên là tựa lưng nó rất là chắc chắn nhá. Cái phần để tay thì nó ấn cong như này, để tay rất là vừa vặn luôn. Đấy, ngồi cảm giác rất là thoải mái. Đấy, vừa vặn lái xe vô cùng thoải mái luôn. Đấy, mọi người nhìn này. Ok ạ. Đây, chất liệu cái da của ghế anh sẽ quay cho mọi người xem này. Da rất là xịn nhá. Đây, mọi người nhìn, da rất là lì. Và mũ rất là cứng, ngồi rất là êm. Đây, mũ nào cũng vậy. Đấy, rất là cứng mà. Và xe rất là chắc chắn nhá. Ok, đến phần đằng sau của chiếc xe. Ở đây là sẽ có logo chữ Mi. Đấy, gọi là Pro Mi nhá, Mi Pro đấy. Đều được. Đấy, bên mảng cao cấp hơn mà. Oh, ok, phần xi nhan và cái phần đèn hậu của xe thì sẽ tích hợp ở trên xi nhan nhé, trên chắn bùn nhé. Đây, chắn bùn này, vành 10 này, cũng là vành đa chấu, lốp và lốp không xăm nha mọi người nhé. Đây, Mạnh Phát sẽ bật đèn lên để mọi người nhìn thấy này. Đây, ánh sáng đỏ này, còn xi nhan này, ánh sáng vàng bên trong nhé. Đấy, đằng sau của xe thì Mạnh Phát luôn chú trọng, và mẫu này cũng vậy, mẫu này sẽ được trang bị là cái thùng nhựa kín nhé. Cảm giác là các bạn sẽ quan sát này, cái thùng nhựa kín này này, thì nó sẽ tinh tế hơn, sang trọng hơn rất là nhiều nhé. Cái thùng thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Đây, bên trong khá là rộng. Để được dung tích cỡ khoảng 15 đến 20 lít. Đây, khóa. Đây, khóa và nhìn rất là kín và rất là sang trọng đúng không ạ? Cái thùng này thì để những cái đồ tế nhị hay những đồ bình thường rất là hay. Tránh mưa, tránh nắng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, đằng sau của xe có một tấm phản quang này. Và cái bảo vệ động cơ này. Đây, đằng sau cũng có logo Mi này. Đấy, rất là chắc chắn nha mọi người nhá. Đây, đây. Chiếc xe này đặt trang bị động cơ là 600W, bình ắc quy là 48V 30A nha mọi người nhé. Quãng đường chạy là 60 cây một lần sạc, được bảo Mạnh Phát bảo hành là khung sườn động cơ là 3 năm, ắc quy là 18 tháng, hệ thống điện là 12 tháng nhé. Mẫu xe này là Mạnh Phát tự tin là một trong những mẫu xe tốt nhất trong dòng xe điện ba bánh trên thị trường Việt Nam hiện nay. Thứ nhất về trang bị về cái bánh động cơ thì con này duy nhất con này trên thị trường được trang bị bánh 10 nha mọi người nhé. Dòng xe cá nhân được trang bị vành 10. Đấy, rất là phù hợp, gầm cao mài thoáng, rất là dễ lái. Cảm giác lái con này rất là chắc chắn nhá. Và đặc biệt con này có một ưu điểm, đó là nó sẽ không bị giật nha mọi người nhá. Đây, ga này rất là êm. Đây, mọi người nhìn này. Đây, ấn nút P này. Đây này, ga này rất là êm và không còn cảm giác bị giật nhá mọi người nhá. Đấy, con này có cái hay là không bị giật. Và đi rất là chắc và ngồi cảm giác nó cao và thoáng lắm nhá mọi người nhá. Cái cảm giác mà mọi người không thể cảm nhận được khi chúng ta ngồi ở xe vành 8 luôn.
Mạnh Phát cũng rất là bất ngờ, bởi vì là không ngờ vành 10 về mà nó lại ưng mắt và đẹp đến như vậy. Đơn vị đầu tiên trên Việt Nam là đạt được xe điện 3 bánh vành 10 nhá, ngoài dòng Goza nhá, dòng 3 chỗ ngồi nhá. Đây là mẫu duy nhất của Mạnh Phát có là vành 10 nha mọi người nhá. Đi rất là ưng. Đây mọi người nhìn này. Đây cảm giác ngồi lái này. Đấy mọi người nhìn. Các bác các chú nhìn nhìn thấy cháu ngồi thì mọi người sẽ hình dung là mình ngồi sẽ như nào nhá. Cảm giác ngồi rất là thoáng này, ngồi thoải mái này. Đây, lái rất là mượt. Cảm giác lái rất là mượt, chạy một vòng này. Đấy, rất là êm. Phanh các thứ thì rất là nhẹ. Đấy. Còi này, xi nhan này. Đấy. Mà cảm giác cái xe nó hiện đại và đẹp ấy. Cảm giác chỗ ngồi con này là chỗ ngồi mà cảm giác thích nhất trong tất cả các dòng xe. Chỗ để chân thì vô cùng rộng rãi nha mọi người nhá. Đây, đấy thoải mái luôn. Đưa chân qua đưa chân vào rất là rộng. Yên này được thiết kế nó giấu đi mà. Đấy, rất là hay và thông minh nữa. Đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Ok nhá. Cái giá bán của chiếc xe này thì mọi người xem video trước mà cũng đã biết rồi đúng không ạ? Cái giá bán của chiếc xe này hiện tại đang được Mạnh Phát bán với giá là 18 triệu. Đấy, không phải là giá đắt nhất trong phân khúc xe 3 bánh, 3 chỗ ngồi nhưng đảm bảo là một trong những sản phẩm tốt nhất và nó cũng đang được trợ giá nữa. Đấy, sắp tới thì sẽ lên là 18.500 nhá mọi người nhá. Giá hiện tại đang ưu đãi cho mọi người với giá là 18 triệu, bao ship toàn quốc mọi người nhá. Và xe sẽ có màu xanh xám này và màu đỏ nha mọi người nhá. Xanh xám và màu đỏ. Đấy. Màu này là rất là đẹp, rất là sang, hai màu này đều rất là phù hợp. Bác nào mà thích sang trọng nhẹ nhàng thì lấy màu này, còn ai mà thích nổi bật một chút thì lấy màu đỏ thì đều ok nhá. Khi chúng ta nhận xe chúng ta sẽ được kèm cả sạc này, mũ bảo hiểm này và gương nhá mọi người nhá. Đấy, đầy đủ hết, chúng ta về chỉ việc sử dụng thôi, không phải lo lắng vấn đề gì cả. Phiếu bảo hành của Mạnh Phát cũng đi kèm đầy đủ. Và hiện tại thì sản phẩm chỉ có tại Hà Nội thôi nhá. Còn Bắc Ninh với Sài Gòn thì chưa có vì do vấn đề dịch bệnh. Thời gian nữa thì sẽ có đủ ở tất cả các cơ sở Mạnh Phát nhá. Đây gần như là mẫu độc quyền của Mạnh Phát hiện tại luôn đấy ạ. Thì mọi người có nhu cầu muốn mua thì sẽ alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 401 ở cuối nhá. Mình nhắc lại này, 085 993 401 ở cuối nhá. Mọi người có nhu cầu mua thì alo cho Mạnh Phát nhá. Đấy, Mạnh Phát sẽ tư vấn và phục vụ mọi người một cách nhiệt tình nhất nhá. Đấy, mẫu xe này là cơ hội để mọi người sở hữu được những chiếc xe mà rất nhiều các bác và các chú là phản ánh với Mạnh Phát là muốn một chiếc xe 3 chỗ ngồi nhưng mà phải chạy vành 10. Và vì đường ở quê nó nhiều ổ gà thì đi vành 10 thì nó sẽ ok hơn, với lại nó cao thì nó thoáng hơn. Đấy, nhiều người bảo là sao nhìn trên video những cái xe vành 8 nó to thế mà sao đến nó lại nhỏ thế, thì đây chính là cơ hội để mọi người có thể chọn được một chiếc xe nó phù hợp, nó vừa được chất lượng, vừa được mọi thứ như ý nha mọi người nhá. Đấy, cảm ơn các bác các chú và các bạn đã quan tâm đến video về xe vành của Mạnh Phát nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.